Thời tiết thay đổi làm hệ miễn dịch của trẻ suy giảm, trẻ dễ mắc các chứng bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản. Hãy phòng tránh trước khi con bạn phải tới phòng khám với Sirica. Với tinh dầu tràm, tinh dầu tần, gừng và mật ong, Sirica, sự vận dụng sáng tạo của bài thuốc trị ho dân gian, hỗ trợ giảm ho, long đàm, ức chế các vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cho trẻ em. Sirica được đóng gói đơn liều tiện lợi, giúp tiết kiệm cho gia đình bạn. Sirica, cả nhà vui vẻ.